trưởng quân sự thị xã sẽ trao 3 triệu đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành sẽ trao 10 triệu đồng cho hai giải. Đồ tiền 4 5 triệu đồng và đồ tiền 6 5 triệu đồng. Tiếp theo xin mời đồng chí Nguyễn Quốc Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.